The Flash là một nhân vật được rất nhiều người mến mộ, không chỉ bởi siêu năng lực đặc biệt mà còn bởi cuộc đời anh được khắc họa chi tiết và đầy thăng trầm. Chào mừng đến với Tentacles. Hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho các bạn những điều thầm kín chưa kể về siêu anh hùng này. Chú ý, trong số này bọn mình chỉ nói về The Flash nổi bật nhất, Barry Allen. Và cùng đến với top 10 sự thật thú vị về The Flash. Arthur Curry, I'm The Flash. We've been looking for you. Số 1. Anh có một người anh em song sinh. Bị bắt cóc ngay từ lúc sơ sinh khỏi gia đình nhà Allen, Malcolm Thorne đáng lẽ sẽ trở thành con trai của một gia đình giàu có nếu bác sĩ không làm việc tắc trách. Đừng nhầm với Ivor Thorne nhé, hai người này hoàn toàn khác nhau đấy. Bị gia đình bạo hành từ nhỏ nên hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Malcolm Thorne lại có những suy nghĩ sai trái về người anh em trai sinh đôi của mình, Barry. Khi được biết đến về gia thế thực sự của mình, Thorne tỏ lòng ghen tị với gia đình đầy yêu thương mà Barry có cơ hội được lớn lên. Sau đó, Thorne lấy danh nghĩa là Cobalt Blue với duy nhất một mục đích: cướp lấy sức mạnh của anh em trai mình. Đáng buồn thay, sự ghen ghét giữa hai anh em không dừng lại ở đấy mà tiếp tục ở những thế hệ sau. Số 2. The Reverse Flash phá hoại cuộc sống của Flash. Not the ones that matter to you. Lần này mới chính xác là kẻ thù không đội trời chung của Flash, Ivor Thorne, hay còn được biết đến là The Reverse Flash. This is all your fault. Sinh ra ở thế kỷ thứ 25, Ivor Thorne là một fan hâm mộ trung thành của Flash. Hắn tìm hiểu về siêu năng lực cũng như cuộc đời của Barry, và càng học hỏi thì hắn càng nhận ra vận mệnh của mình là trở thành kẻ đối đầu lớn nhất của Barry Allen. Hắn không hề có ý định phá hủy Flash, mà hắn chỉ muốn trở thành chính Flash. Hắn cũng chính là kẻ gây ra nhiều bi kịch trong đời Barry, như cái chết của mẹ và vợ của anh. Số 3. Flash đã từng giết người. Anh hùng thì thường không giết người, nhưng buồn thay, Barry Allen đã từng nhúng chàm khi là Flash. Tuy nhiên, có vẻ như cái chết của The Reverse Flash là một tai nạn khi Flash cố ngăn chặn hắn khỏi việc giết chết vợ tương lai của anh, nhưng lại vô tình làm gãy cổ hắn. Số 4. Anh cũng đã từng tử nạn vài lần. Có thể anh đã giết chết The Reverse Flash, nhưng anh cũng đã giết chết chính mình. Nó như vòng tròn cuộc sống vậy, vì nó chỉ xảy ra ngay sau khi anh nghỉ hưu và trao danh hiệu Flash cho Wally West để anh có thể hưởng thụ cuộc sống an lành với vợ Iris. Buồn thay, thế giới này vẫn cần Barry Allen và anh buộc phải hy sinh cuộc sống để cứu trái đất. Và điều trớ trêu ở đây là cái chết của anh lại gây ra bởi chính tia sét đã trao cho anh sức mạnh. Tuy nhiên, có thể nói Barry vẫn trường tồn với Speed Force cho đến ngày nay. Số 5. Anh quá nhanh để có thể bị đọc suy nghĩ. Bên cạnh những tốc độ và kỹ năng tuyệt vời không cần bàn cãi, thì có vẻ như Flash còn có khả năng khác khi miễn dịch với khả năng đọc suy nghĩ của nhiều nhà ngoại cảm. Điều này được lý giải bởi suy nghĩ của anh chạy quá nhanh, và vì vậy giúp anh có được lợi thế khi đối phó với Martian Manhunter hay kẻ ác Gorilla Grodd. Số 6. Anh từng làm nhiều sự kiện của DC thay đổi. Trong Flashpoint, Barry cố gắng quay trở lại quá khứ và ngăn chặn cái chết của mẹ mình. Nhưng điều này tốn quá nhiều Speed Force, khiến cho thực tế anh gây ra lại hoàn toàn rối tung lên. Như rằng Wonder Woman và Aquaman là kẻ thù và cùng phá hủy trái đất trong trận chiến với nhau. Superman thì bị cùng kẹp, còn Batman lại là bố của Bruce, Thomas Wayne. Cuối cùng, Barry phải thay đổi lại dòng thời gian và mọi thứ lại về như cũ. Đây không phải là lần đầu DC sử dụng Flash như một công cụ để chuyển tiếp. Vài chục năm trước, Barry Allen đã từng được tạo hình một diện mạo hoàn toàn mới, và nói không ngoa thì chính nhờ nhân vật này, kỷ nguyên bạc của giới truyện tranh mới bắt đầu. Cool, huh? The hard part is getting the costume back into it.
Số 7 có 4 flash chính thức. Barry Allen dĩ nhiên là flash nổi bật nhất, nhưng ngoài ra còn có những The Flash khác nữa. Như Jay Garrick là Flash đời đầu, Wally West, cháu họ của Barry là Kid Flash và phụ tá của Barry trong nhiều năm. Sau khi Barry chết, cậu trở thành Flash thứ 3 vào năm 1986. Cậu cũng có một phụ tá Kid Flash cho riêng mình là Bart Allen, một cậu nhóc du hành thời gian từ thế kỷ 30 và là cháu chất của Barry. Sau khi Wally chết trong sự kiện Infinite Crisis. Số 8. Anh dùng một chiếc máy tập để du hành thời gian. Có một sự thật khá phổ biến rằng Flash có thể du hành xuyên thời gian. Cho đến khi Wally kết hợp với anh thì Flash không còn có thể kiểm soát điểm dừng của mình. Vì vậy, anh quyết định dựng cho mình một chiếc máy tập cho phép anh di chuyển xuyên thời gian chính xác hơn. Nó giống như một chiếc TARDIS của Doctor Who, nhưng trông có phần kém ngầu hơn một trạm cảnh sát di động. Số 9. Anh từng trở thành Green Lantern. Trong bản làm lại của DC năm 2011, dường như cuộc gặp gỡ của Flash và Green Lantern được làm khác biệt hơn những cuộc gặp bình thường khác. Một lần, Flash nhận ra mình đang đeo chiếc nhẫn của Hal Jordan. Nhờ điều này, Barry được xếp vào danh sách nhỏ nhóm người không thuộc đèn lồng xanh và cũng đã từng có thể đeo chiếc nhẫn này. Are you going to fight me, boy? Mặc dù chưa bao giờ sử dụng chiếc nhẫn, thậm chí trong sự kiện Day of the Blackest Night, Barry vẫn là thành viên tạm thời của tổ chức đèn lồng lục Blue Lantern Corps, nơi đại diện cho hy vọng. Số 10. Người nhanh nhất trái đất, World Fastest Man Alive. Có vẻ như Flash chính thức trở thành người nhanh nhất trái đất còn sống trong vũ trụ này, nhờ sự tiếp cận không giới hạn với Speed Force. Và anh đã từng chiến thắng Superman trong một cuộc đua ở The Flash Rebirth, ra mắt năm 2009. Nhiều bạn hằng thắc mắc giữa Flash và Quicksilver thì ai nhanh hơn. Trong một lần crossover khi Marvel và DC bắt tay nhau, hai người đã có một cuộc đua. Đáng buồn thay, khi ở ngoài vũ trụ DC, Barry lại không được sử dụng Speed Force, nên Quicksilver đã thắng trong cuộc đua này. Trên đây là top 10 sự thật thú vị về The Flash. Hey guys, how they fighting? Flash, congrats man, good going! Có sự thật hay ho nào nữa mà bạn biết không? Hãy comment tên của sự thật mà theo bạn là hay nhất nhé. Và cũng đừng quên like và subscribe Tentacles để đón nhận nhiều thông tin hơn về thế giới siêu anh hùng. Xin chào và hẹn gặp lại! Và sau đây là một số bản xếp hạng mà chúng mình đã thực hiện. Top 10 bộ phim nên xem trước khi xem Deadpool. Top 10 bộ phim đáng xem nhất của Marvel. Top 10 sự thật thú vị về Captain America. Top 10 sự thật thú vị về Iron Man. Easy there, friend. Everything's gonna be fine now. Friend? That's right. Cyborg here is your friend. I'm your friend too.